Anh Hân là một giáo viên. Do đặc thù công việc, anh thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh nào, anh cũng luôn duy trì bữa sáng. Đặc biệt, anh có thói quen đa dạng thực phẩm trong bữa sáng để cân bằng dinh dưỡng và tạo hứng thú cho bản thân. Tại vì tối hôm qua mình ăn thường thường khoảng 7 giờ tối. Nếu mình bỏ bữa sáng thì mãi đến 12 giờ trưa hôm sau mình mới ăn. Thế là chúng mình sẽ mất khoảng chừng 18-19 tiếng đồng hồ mà không có năng lượng trong người thì nó hơi khó. Thì có thể ảnh hưởng. Cái ngành của mình ví dụ giống như là đứng lớp mà buổi sáng mà không ăn thì coi như nói đến khoảng 8 giờ rưỡi 9 giờ là bắt đầu chân run, mắt mờ thì không làm được việc được. Thứ nhất là mình đa dạng hóa thì nó làm cho cái mình có nhiều vitamin, nhiều loại khác nhau, nhiều loại thực phẩm khác nhau. Ruột mình cũng quen rất nhiều loại thực phẩm khác nhau thì nó sẽ hoạt động tốt hơn. Cái thứ hai nữa là ăn hoài một thứ thì đối với mình nó ngán dữ lắm, mình không thích. Cho nên thí dụ hôm qua mình ăn cháo nhưng hôm nay mình ăn một cái món hoàn toàn khác với lại ngày hôm qua. Khác với anh Hân, anh ăn sáng đa dạng nhưng chỉ ăn một lượng nhỏ. Còn đa số chị em phụ nữ lại rất chú trọng vào bữa ăn sáng. Chị Mai cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Tại vì mình có những cái thói quen từ 4 giờ sáng tới 6 giờ sáng là những cái hoạt động về của cái làm việc riêng, đó là những cái chuyên môn của mình đọc sách, đọc tài liệu, mình nghiên cứu thì từ 4 giờ tới 6 giờ. Còn và sau đó thì mình phải ăn. Đối với mình bữa sáng là quan trọng nhất. Lý do là bởi vì mình phải chuẩn bị một cái năng lượng thật là tốt cho một ngày làm việc và mình làm việc bằng đầu óc. Thành ra nếu như mà không có sự chuẩn bị buổi sáng thật chu đáo thì hầu như là mình không có năng lượng làm việc và mình rất dễ bị tụt huyết áp. Thường là mình ăn những cái món nước. Ví dụ như là món phở, món bún hoặc là có thể là bánh mì chẳng hạn. Tức là tùy, nhưng mà cái đó là tiện nhưng mà cũng đầy đủ chất. Ở Việt Nam, có lẽ do thói quen từ xưa để lại hay do điều kiện sống mà nhiều người thường không coi trọng bữa sáng. Nhưng nhiều người không biết rằng họ đã bỏ qua một bữa đáng ăn nhất trong ngày. Cô là ai? Cảm ơn cô nhé. Vì sao phải ăn sáng? Câu trả lời tưởng chừng đơn giản, nhưng không phải ai cũng biết. Bữa sáng mở đầu cho một ngày mới, kể từ bữa ăn cuối của ngày hôm trước. Với một số người, khoảng thời gian này là từ 8 đến 10 tiếng. Và đối với trẻ em, chúng ăn bữa tối sớm hơn người lớn, thì thời gian này lên đến 16 tiếng. Tùy vào điều kiện sống mà bữa sáng của mỗi người thường khác nhau. Có người thì có một bữa ăn hoàn chỉnh, có người thì chỉ ăn lót dạ để đi học hoặc đi làm. Nhưng bữa sáng là bữa ăn không thể bỏ qua. Chúng ta đều biết là cái bữa ăn sáng thì rất nhiều người là không coi trọng lắm thì cứ nghĩ là cái bữa ăn sáng là bữa ăn phụ. Nhưng mà thực ra nếu mà nói về khoa học dinh dưỡng thì chúng ta phải nói là bữa ăn sáng thực ra là một bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Bởi vì chúng ta đều biết là qua một đêm, chúng ta ăn bữa tối thì qua một đêm mà thức ăn gần như đã tiêu hóa hết rồi. Thế chính vì vậy cho nên là bữa sáng là chúng ta cần rất là nhiều năng lượng để cho cả một ngày cho cơ thể hoạt động. Và cái thứ hai nữa là chúng ta mà ăn sáng tốt thì chúng ta sẽ cái năng suất lao động nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và các cái cháu nhỏ mà được ăn sáng đầy đủ, ăn sáng đầy thì cái trí thông minh phát triển tốt hơn và cái kết quả học tập cũng tốt hơn rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như cháu không ăn sáng được đầy đủ thì cháu có thể bị hạ đường huyết, bị ngất xỉu ở trong giờ học. Cái thứ hai nữa là khi mà năng lượng nó thiếu như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến phát triển trí não. Như vậy, bữa sáng là bữa ăn cung cấp năng lượng chính cho hoạt động của một ngày dài, giúp nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.
Không những thế, bữa sáng còn giúp bảo vệ hệ tiêu hóa của cơ thể. Vì thức ăn được đưa vào dạ dày buổi sáng có tác dụng kích thích sự tiết dịch vị cả ngày, khiến cho cơ thể tiêu hóa tốt hơn, duy trì hoạt động tiêu hóa và sự thèm ăn. Đặc biệt, đối với những người bị viêm loét dạ dày tá tràng, buổi sáng cũng là thời điểm tốt để cơ thể hấp thụ vitamin, khoáng chất tốt nhất. Nhiều người có thói quen bỏ bữa sáng. Thói quen này góp phần làm tăng huyết áp, kháng insulin và lượng đường trong máu cao. Bữa sáng có chất lượng với ngũ cốc thô giúp giảm cholesterol trong máu, giảm béo và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Đặc biệt, với những phụ nữ có nhu cầu muốn giảm cân thì bữa sáng có vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát trọng lượng cơ thể. Và cái điều quan trọng nữa là nếu như chúng ta ăn nhiều trong bữa sáng thì chúng ta ăn giảm đi về trưa và đặc biệt là ăn tối giảm bớt đi thì còn ngăn chặn được cái tình trạng thừa cân béo phì hiện nay mà cũng đang có xu hướng gia tăng ở cả trẻ em cũng như người lớn. Bởi vì hầu hết các cái phong tục tập quán của người dân Việt Nam chúng ta bây giờ đa số lại chỉ ăn nhiều vào bữa trưa và đặc biệt là bữa tối. Thế chính vì vậy nên tôi nghĩ là cái bữa ăn sáng là bữa ăn vô cùng quan trọng mà tất cả chúng ta cần phải biết và chúng ta phải ăn cho nó đầy đủ thì vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa đảm bảo sức khỏe. Vai trò của bữa sáng thì rất rõ, vấn đề còn lại cũng rất quan trọng, đó là ăn gì vào bữa sáng. Thông thường, chúng ta chỉ có thói quen ăn một loại thực phẩm cho bữa sáng. Thực tế, bữa sáng cũng giống như bất kỳ bữa ăn nào trong ngày, nó cũng cần đa dạng thực phẩm để đảm bảo đủ 4 nhóm dinh dưỡng. Cái bữa ăn sáng thì nó cũng vẫn phải cân đối như là một cái bữa ăn bình thường, tức là vẫn phải cân đối đầy đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng. Thế tuy nhiên thì chúng ta đều biết là cái bữa ăn sáng thì gia đình của chúng ta không có nhiều thời gian. Thế cho nên là chúng ta lại phải chọn những cái món ăn nào mà vẫn đảm bảo được đủ chất dinh dưỡng nhưng mà lại nhanh gọn. Đấy, thì đấy là cái điều mà chúng ta là khó đối với người nội trợ. Còn bữa sáng đầy đủ nhất là chúng ta phải nấu ở nhà. Và như nhiều chúng ta lại phải lựa chọn những cái thực phẩm mà làm sao mà dễ chế biến nhưng vẫn đảm bảo đủ các cái vi chất dinh dưỡng, đảm bảo đủ các cái nhóm chất dinh dưỡng và đảm bảo đủ cung cấp cái năng lượng. Để đảm bảo đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng về tinh bột trong bữa sáng, chúng ta có thể chọn những loại ngũ cốc không hoặc ít đường như bánh mì không đường, khoai hay các loại mì, miến, cháo với nhóm chất đạm. Trứng luôn là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng. Thực tế, trứng là một thực phẩm lý tưởng nên kết thân trong bữa sáng vì chúng không có chất béo, không làm tăng cân và có lợi cho hệ tim mạch. Nó lại là thực phẩm tích trữ lý tưởng trong tủ lạnh, rất tiện dụng và dễ chế biến. Ngoài trứng thì thịt và cá cũng có thể được sử dụng trong bữa sáng. Chúng ta có thể sử dụng thịt, cá nấu phở, bún hay ăn thịt quay với bánh mì, sữa và hầu hết các sản phẩm chế biến từ sữa đều có hàm lượng protein cao. Và thực tế, có một số loại sữa hoặc các sản phẩm từ sữa chứa khá ít chất béo. Vì thế, chúng ta nên lưu ý điều này khi lựa chọn sữa. Có thể, cơ thể chỉ cần uống thêm một ly sữa ấm hoặc một miếng phô mai không béo. Có thể ví dụ như là vài lát bánh mì, thế sau đó thì một quả trứng ốp lết, đấy, rồi là một cốc sữa và sau đó là một quả cam, hay là một quả chuối, hay là miếng đu đủ, hay là miếng dưa hấu. Thế như vậy thì chúng ta vẫn có cái bánh mì ở đây là vẫn là nhóm cung cấp tinh bột, năng lượng cho chúng ta hoạt động. Sau đó quả trứng là cái nhóm cung cấp chất đạm, đấy, cũng rất là quan trọng mà ăn đấy. Thế và sau đó chúng ta uống cốc sữa thì chúng ta được biết sữa là một trong những thực phẩm mà chứa đầy đủ các cái chất dinh dưỡng, cân đối hợp lý, vitamin và khoáng chất. Mà như vậy thì chúng ta chuẩn bị cũng rất là nhanh, có thể ăn một bát mì nấu. Đấy, cũng là một bát mì nấu, mì ở đây thì mì tôm thì chúng ta nên chọn loại mì không chiên để tránh cái tình trạng mà đưa cái chất béo trăng, tức là cái chất béo bị oxy hóa thì không tốt cho cơ thể. Chúng ta có thể mua những loại mì mà nó không trần, hoặc là bánh đa khô hoặc gì đấy, thì chúng ta chuẩn bị thịt, chuẩn bị rau, chúng ta nấu một cái bát như vậy. Nấu cái bát đấy thì vẫn còn đủ thịt rồi các thứ vào đấy, và sau đó thì cũng vẫn nên ăn thêm một cốc sữa chua, hay xong vẫn là thêm một trái cây nữa, ví dụ như quả chuối là dễ ăn nhất, hay là cũng lại miếng đu đủ hay là miếng dưa đấy. Có nghĩa là vẫn phải một bữa ăn sáng là vẫn phải cân đối đầy đủ.
các loại vitamin và khoáng chất cũng rất cần thiết cho bữa sáng. Chúng có nhiều trong các loại rau xanh và hoa quả tươi. Thay vì uống sữa, chúng ta có thể uống một ly nước trái cây vào buổi sáng là một thay thế tuyệt vời cho việc uống cà phê mỗi sáng. Ngoài việc tốt cho da, chúng còn tăng thêm những vitamin và khoáng chất cho bạn năng lượng tươi mới trong cả ngày. Ngoài ra, một số người còn thấy uống nước trái cây vào sáng sớm rất tốt để nhuận tràng. Nếu không uống nước trái cây, chúng ta có thể thay thế bằng một chút trái cây tươi ăn trực tiếp như chuối, táo, nho. Sau khi đã lựa chọn được thực phẩm cho bữa sáng, thì một yếu tố khác cũng rất quan trọng, đó là định lượng cho bữa sáng. Nhiều người vẫn coi bữa sáng là bữa ăn nhẹ và không chú trọng vào bữa sáng. Họ ăn cho qua, ăn một lượng rất nhỏ. Trên thực tế, bữa sáng cần phải được cung cấp lượng calo bằng 1/3 lượng calo trong ngày của cơ thể. Vậy thì khi bữa ăn sáng chúng ta cung cấp năng lượng nó phải bằng 1/3 cái nhu cầu năng lượng trong hàng ngày của chúng ta. Tức là ví dụ như một ngày chúng ta ăn được khoảng 2.000 kcal chẳng hạn, thì cái bữa ăn sáng làm ta cũng phải cung cấp khoảng 600 đến 700 kcal. Đấy, như vậy thì sẽ đảm bảo được cái năng lượng chúng ta hoạt động được cả ngày, nhất là cả một cái buổi sáng nó không mệt mỏi. Và thứ hai là vẫn đảm bảo cho cơ thể của chúng ta phát triển một cân đối khỏe mạnh. Và ăn như vậy thì nếu những người nào có nguy cơ thừa cân béo phì, chúng ta ăn sáng nhiều như vậy thì đến tối chúng ta ăn giảm bớt đi, thì như vậy thì chúng ta sẽ tránh được tình trạng thừa cân béo phì. Người lớn sau khi ăn sáng có trạng thái tinh thần tốt hơn, còn trẻ nhỏ ăn sáng đều sẽ thể hiện tốt hơn khi đi học. Bữa sáng cung cấp gần một lượng lớn nhu cầu dinh dưỡng cả ngày của cơ thể. Bỏ bữa sáng vì thiếu thời gian hay vì ăn kiêng muốn giảm cân có thể dẫn đến thiếu chất. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bỏ ăn sáng thì các bữa ăn còn lại trong ngày cũng khó lòng bù lại lượng dưỡng chất thiếu hụt. Điều này có hại cho sức khỏe của bạn trước mắt và lâu dài. Do đó, chúng ta nên duy trì bữa sáng cho mình và các thành viên trong gia đình một cách đều đặn, cũng như lựa chọn thực phẩm hợp lý cho bữa sáng.